Konnichiwa. Xin chào các bạn, mình là Miso và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một đất nước mà mình vô cùng yêu thích, đó là đất nước Nhật Bản. Nhật Bản là một đất nước có tên gọi rất là thú vị như là xứ sở hoa anh đào, bởi vì cây hoa anh đào mọc trên khắp đất nước Nhật từ Bắc cho xuống Nam. Và những cánh hoa thắt nở, thắt tàn được người Nhật rất là yêu thích này, nó phản ánh tinh thần nhạy cảm, yêu cái đẹp, sống và chết đều quyết liệt. Hoặc là một cái tên nữa, đó là đất nước hoa cúc. Một bông hoa cúc 16 cánh giống như là mặt trời đang tỏa chiếu, là biểu tượng của hoàng gia và là quốc huy của Nhật Bản hiện nay. Và một cái tên nữa, đó chính là đất nước mặt trời mọc, bởi vì Nhật Bản là quốc gia ở vùng cực đông và tổ tiên của họ là nữ thần mặt trời Amaterasu, Thái Dương thần nữ. Nói đến Nhật Bản thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến một cường quốc có sự phát triển đứng thứ 3 thế giới. Trong khi đó thì dân số Nhật Bản là một nước có dân số già và nguồn tài nguyên thì khan hiếm, nhưng vẫn dẫn đầu thế giới trong ngành khoa học robot. Và đây cũng là một nhà sản xuất ô tô lớn nhất trên thế giới. Ngoài ra, thiên nhiên của Nhật Bản thì còn được đánh giá là một trong 10 nước đẹp nhất thế giới. Mùa xuân vào tháng 4 với hoa sakura nở rộ sẽ làm ngây ngất lòng người. Và mùa thu với bức tranh đổi màu của lá momiji. Mùa đông với thiên nhiên vô cùng tươi đẹp, với truyền thống văn hóa lâu năm, thì Nhật Bản ngày càng thu hút được nhiều du học sinh đến học tập và làm việc. Để có thể đến gần hơn với đất nước tuyệt vời này, cách nhanh nhất đó là chúng ta hãy bắt đầu học tiếng Nhật ngay nha các bạn. Tiếng Nhật có tới 3 bảng chữ, đó là Hiragana với 46 chữ, Katakana với 46 chữ và Kanji gồm hơn 2.000 chữ. Hiragana còn được gọi là bảng chữ mềm, bao gồm các nét khá là mềm mại và còn dễ thương nữa. Trái lại thì Katakana còn gọi là bảng chữ cứng, bao gồm các chữ cái có các nét thẳng, ngắn và góc cạnh. Và cuối cùng là Kanji, bảng chữ đồ sộ nhất, phức tạp nhất và có lẽ là khó học nhất, kể cả đối với người Nhật. Nhưng tuy nhiên thì không có gì làm khó được người chịu khó, đúng không nào? Chúng ta hãy cùng chinh phục bảng chữ đầu tiên, đó là bảng chữ Hiragana nhé! Xin chào, mình là Miso đây. Mình là một người rất yêu Nhật Bản và yêu cả nền văn hóa đặc sắc của Nhật từ những cuốn truyện tranh mà mình còn đọc từ hồi mình bé tí ấy. Và bây giờ thì mình đang trên hành trình chinh phục và tìm hiểu tiếng Nhật. Tất nhiên rồi, sẽ có một người luôn đồng hành cũng như là giúp đỡ mình trên hành trình đó, chính là cô giáo Song Lan Anh. Cô chào các em, cô chào Miso. Cô giáo Song Lan Anh là một tiến sĩ chuyên ngành giáo dục tiếng Nhật. Hiện cô đang công tác tại Đại học Hà Nội và cô đã có gần 6 năm tu nghiệp tại Học viện Nghiên cứu Chính sách Nhật Bản GRIPS và Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản Japan Foundation. Đến nay thì cô đã giảng dạy tiếng Nhật được hơn 20 năm rồi đấy các bạn ạ. Cảm ơn Miso đã giới thiệu về cô. Cô hy vọng rằng sau khi tham gia khóa học này, cả Miso và các em sẽ ngày càng trở nên yêu thích tiếng Nhật và nắm tiếng Nhật được chắc chắn hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Để tìm hiểu kỹ hơn về các bộ bảng chữ tiếng Nhật, các em hãy xem bài giới thiệu nhập môn. Ok, vậy trước tiên với Hiragana sẽ bao gồm 46 chữ cái cơ bản cùng với các dạng biến thể của nó, bao gồm âm đục, âm ghép, âm ngắt và trường âm. Chữ Hiragana được tạo thành bởi các nét uốn lượn và hết sức mềm mại. Đây chính là lý do mà nó còn được gọi là chữ mềm đấy các em ạ. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về hàng đầu tiên của bảng chữ Hiragana, đó là hàng A và hàng Ka. Trước tiên là hàng A. Các em hãy vừa nghe cô phát âm hàng A, vừa luyện nhớ mặt chữ. Các bạn hãy cùng đọc theo cô. A. 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 Chữ A gồm 3 nét như sau. Nét ngang trước, sau đó là nét sổ dọc, rồi một nét uốn tròn như một chú rắn quấn ngang. Wow, cô em thấy là hay quá cô ạ. Các bạn ơi, để có thể nhớ được chữ này thì chúng ta chỉ cần tưởng tượng như sau nhé. Đó là chúng ta đang đứng thì có một con rắn quấn quanh người chúng ta. Và chắc chắn rồi chúng ta sẽ phải kêu lên là ạ,
Bởi vì là sợ hãi, con rắn đang quấn quanh người. Con rắn đang quấn quanh người và phải kêu lên rằng ạ. Cô em thấy là chữ ạ này rất là dễ nhớ đấy ạ. Và như vậy thì cô nghĩ là Miso và các bạn ở đây sẽ nhớ được rất là nhanh. Và các em lưu ý để nhập chữ cái này vào bài tập, các em chỉ cần gõ chữ A trong tiếng Việt trên bàn phím là sẽ được. Các em vừa viết lại và chúng ta lại tưởng tượng nhé. Như thế chữ sẽ khắc sâu vào trí nhớ của các em đấy. Các bạn đã nhớ hết chưa ạ? Chúng ta hãy cùng luyện tập thêm nhé. Ạ, rắn. Ạ, rắn kia, rắn kia, rắn kia, rắn kia. Ạ. Ạ. Và chữ tiếp theo, chữ này là chữ ị. Các em hãy đọc theo cô. Ị. 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 Miso có thấy là chữ ị này rất đơn giản đúng không? Nó chỉ bao gồm hai nét mà thôi. Một gạch kéo xuống có móc lên và một gạch hơi nghiêng một chút. Các em lưu ý là chúng ta sẽ viết nét hơi tròn tròn một chút đấy. Em phát hiện ra rồi cô ạ. Chữ ị này nó giống như là hai chữ y ở trong tiếng Việt mà quay mặt vào nhau đúng không cô? Đúng rồi, một phát hiện rất là chính xác và cô nghĩ là nó sẽ làm em dễ nhớ chữ ị trong tiếng Nhật hơn. Vâng ạ, các bạn hãy nhớ nhé. À, đây là chữ ị và nó có hai chữ y quay mặt vào nhau và cười hi hi. Các em lưu ý là để nhập chữ cái này vào bài tập thì các em cũng chỉ cần gõ chữ ị tiếng Việt trên bàn phím mà thôi. Hãy nhớ nha các bạn, ị với hai chữ y quay mặt vào nhau và cười hi hi. Ị. 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 Và tiếp theo sẽ là chữ ự. Miso và các em hãy đọc cùng cô. Ự. 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 Chữ này cũng bao gồm hai nét. Nét thứ nhất và nét thứ hai. Các em hãy lưu ý rằng dấu móc ở trên là một nét gạch chứ không phải là một dấu chấm. Còn nét thứ hai thì chúng ta hãy vẽ tròn hơn một chút. Và lưu ý, để nhập chữ cái này vào bài tập, các em chỉ cần gõ chữ U trong tiếng Việt trên bàn phím là được. Wow, cô ơi, em thấy là chữ này nó rất là giống hình ảnh của một người đang nâng tạ và kêu lên. Ừ, nặng quá cô ạ. Ừ. Liên tưởng rất hay và thú vị và cô nghĩ là chính xác để em có thể viết được chữ ự trong tiếng Nhật. Ự, các em nhớ nhé. Liên tưởng như vậy và viết chữ ự. Chắc chắn rồi cô ạ. Em nghĩ là sẽ không có gì làm khó được chúng ta đâu ạ. Kể cả là tạ hay là hiragana. Ự. 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 Chữ tiếp theo là chữ ệ. Các em hãy nghe và nhắc lại. Ệ. 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 Chúng ta sẽ cùng nhau viết chữ này. Nó có hai nét như sau. Nét thứ nhất và nét thứ hai. Nét thứ hai hơi giống chữ Z trong tiếng Anh và chữ H của tiếng Việt đúng không nào? Các em hãy nhớ tập luyện viết trên các ô vuông. Và chúng ta cũng lưu ý để nhập chữ cái này vào bài tập, các em chỉ cần gõ chữ E tiếng Việt trên bàn phím là được. À, cô ơi, em thấy là chữ E này rất là giống với hình chúng ta đang tập thể dục chạy bộ cô ạ. E. À, Miso có liên tưởng khá là giống cô và tập thể dục trong tiếng Anh là exercise đúng không nào? Nó cũng bắt đầu bằng chữ E. E. Đúng luôn cô ạ. Exercise. E. Ê. Ê. Chữ cuối cùng của hàng A đó là chữ ộ, cùng có 3 nét. Và chữ này được đọc như sau. Ộ. 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 Chữ ộ gồm có 3 nét. Đầu tiên là một nét ngang. Sau đó là một nét tròn như thế này. Tiếp đến là một gạch chéo. Các em đừng quên, đó là gạch chéo, chứ không phải dấu chấm. Lưu ý, để nhập chữ cái này vào phần bài tập, các em chỉ cần gõ chữ O tiếng Việt trên bàn phím là được.
Cô ơi, em thấy là chữ này giống như là một anh samurai cầm kiếm và đâm xuống đất. Nhưng mà khi mà kiếm đâm xuống thì nó đã bị cong đi và mũi kiếm gãy văng lên. Sau đó thì anh samurai kêu lên rằng: "Ơ, mũi kiếm văng đi rồi." Các em cũng cần lưu ý là ở hàng A này có hai chữ cái khá giống nhau là chữ A và chữ O. Các em chú ý để chúng ta không bị nhầm lẫn nhé. Chữ A thì không có dâu, còn chữ O thì có dâu. Em nhớ rồi cô ạ, và em tin chắc là các bạn cũng sẽ nhớ. Chữ A thì không có dâu, còn chữ O thì có dâu. A không có dâu, O có dâu. Miso phát âm lại nào. A và O. A không có dâu và O có dâu. O. O. Như vậy là chúng ta đã học xong hàng A. Các em có thấy khó không? Cô tin là chỉ cần tưởng tượng một chút thôi là các em đã có thể nhớ 5 chữ cái này rồi. Bây giờ chúng ta cùng ôn lại cách đọc và cách viết hàng A với một số ví dụ sau đây. Cô Đố Miso có thể đọc được chính xác các ví dụ sau đây. Được thôi ạ, em nghĩ là sẽ đơn giản và em sẽ có thể trả lời được hết. Em đã sẵn sàng ạ. Miso đã sẵn sàng. Còn các em hãy cùng nhìn màn hình và đọc thật nhanh và chính xác cùng với Miso nhé. Nào, cô mời Miso. Ái, áo, áo ý, ye, yêu. Miso đọc khá là tốt rồi đấy. Và sau đây thì cô sẽ đọc lại một lần nữa. Các em hãy chú ý lắng nghe. Ái, áo, áo ý. Ie, yu, yoku dekimashita. Cô nghĩ là các em đã làm rất tốt. Bây giờ, các em hãy chọn đáp án đúng trên màn hình, ứng với chữ cô sẽ phát âm sau đây nhé. E, e. Chữ nào là chữ cô vừa phát âm nhỉ? À đúng rồi, đó là chữ e. Tiếp theo, i. Cô vừa phát âm chữ nào vậy? Chính xác, đó là chữ I. Và cuối cùng, O. O. Chữ nào là chữ cô vừa phát âm? Đúng rồi, đó là chữ O. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá hàng cạ. Các em hãy vừa nghe cô phát âm hàng cạ, vừa luyện nhớ mặt chữ nhé. Cạ, kỵ, cự, kệ, cộ. Cô sẽ đọc lại lần nữa. Cạ, kỵ, cự, kệ, cộ. Chữ đầu tiên là chữ cạ. Các em hãy viết và đọc theo cô. Cạ, 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 cạ. Bây giờ các em hãy cùng viết chữ này với cô. Chữ ca chỉ có 3 nét thôi. Nét đầu tiên ngang, rồi dọc xuống và móc lên. Còn nét thứ hai là một nét xiên dài. Nét thứ ba là một nét xiên ngắn. Các bạn lưu ý để nhập chữ cái này vào bài tập, các bạn chỉ cần gõ chữ ca và chữ A trên bàn phím. Cô ơi, em thấy là chữ này nhìn thì dễ nhưng mà có vẻ hơi khó để liên tưởng cô ạ. Cô nghĩ là không khó lắm đâu Miso ạ. Miso có nhớ là chữ này đọc là gì không? À, cạ. Đúng rồi. Vậy thì Miso và các em chúng ta hãy liên tưởng tới tách cà phê có quai cầm nhé. À, tách cà phê có quai cầm ạ. Wow, cô ơi em thấy là như thế này dễ nhớ hơn rồi đấy ạ. Thấy chưa, cô đã bảo rồi, đúng không? Dạ. Ca, ca là một tách cà phê có quai cầm. Cạ, cạ. Tiếp theo nào, đây là chữ kỵ, đọc như sau. Kỵ, kỵ. Các em cùng đọc lại nào. Kỵ, kỵ. Thứ tự viết như sau, hai nét ngang, sau đó nét thứ ba thẳng xuống, nét thứ tư là nét ngang hơi cong.
Các em lưu ý là để nhập chữ cái này và bài tập, các em chỉ cần gõ chữ K và chữ Y ngắn tiếng Việt trên bàn phím là được. Và các em có liên tưởng rằng chữ cái này liên quan tới cái gì không? Cô ơi, em biết rồi ạ. Nó giống như là cái chìa khóa. Đúng rồi, trong tiếng Anh, key cũng có nghĩa là chìa khóa đúng không nào? Chúng ta liên tưởng tới từ key trong tiếng Anh và tới cái chìa khóa là viết ra chữ key trong tiếng Nhật. Key. Key. Chữ tiếp theo là chữ cự. Các em đọc theo cô. Cự. 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 Cùng viết thử nào. Chữ này chỉ có duy nhất một nét và được viết như sau. Rất dễ đúng không nào? Cự. Cự. Các em lưu ý để nhập chữ cái này vào phần bài tập, các em chỉ cần gõ chữ K và chữ U tiếng Việt trên bàn phím là được. À, cô ơi em biết rồi, chữ cự rất là giống với mỏ chim cúc cu. Cự. Đúng rồi, Miso tưởng tượng rất là tốt. Chúng ta tưởng tượng ra mỏ con chim cúc cu và đó là chữ cự trong tiếng Nhật. Như vậy là tiếng Nhật không hề khó đúng không các em? Chỉ cần mình nắm được các mẹo liên tưởng như thế này, cô nghĩ các em hoàn toàn có thể học rất nhanh bằng chữ cái hiragana trong tiếng Nhật. Cự. Cự. Chúng ta đến với chữ tiếp theo. Chữ kệ. Chữ kệ được đọc như sau. Kệ. 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 Và chữ kệ được viết như sau. Đầu tiên là một nét thẳng sổ xuống bên tay trái. Tiếp theo, bên phải sẽ là một nét ngang. Rồi lại là một nét thẳng xuống. Tuy nhiên, nét thẳng này sẽ được viết hơi cong vào trong. Vì chữ hiragana là chữ mềm, nên các em lưu ý chúng ta viết cong sẽ đẹp hơn là viết một nét thẳng. Nhớ nhé, viết nét thẳng xuống và hơi cong. Các em lưu ý, để nhập chữ cái này vào bài tập, các em chỉ cần gõ chữ K và chữ E tiếng Việt trên bàn phím là được. Cô ơi, em thấy là chữ này cũng khá là dễ nhớ đấy ạ. Kệ. 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 Chữ cuối cùng nào. Chữ cộ. Các em đọc theo cô nhé. Cộ. 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 Chữ cộ có hai nét viết và được viết như sau. Các em hãy nhớ các nét trong chữ cộ đều tròn và mềm mại. Chúng ta sẽ viết cong hai nét. Cộ. Cộ. Các em lưu ý để nhập chữ cái này vào bài tập, chúng ta chỉ cần gõ chữ K và chữ O tiếng Việt trên bàn phím là được. À, cô ơi em nghĩ ra một cách để chúng ta có thể nhớ được chữ này rồi. Đó là chúng ta sẽ hình dung ra hai hình vòng ở hai cánh cung nhỏ của đồng xu, giống như là chữ coin vậy. Đúng rồi, và liên tưởng như vậy thì chúng ta sẽ hình dung ra chữ cộ trong tiếng Nhật sẽ dễ nhớ thôi đúng không? Đúng ạ. Cộ. Cộ. Vậy là chúng ta đã học xong hàng ca rồi. Giờ đến tiết mục đố vui có thưởng. Em đã sẵn sàng rồi ạ. Và các em hãy cùng nhìn và đọc thật nhanh và chính xác cùng với Miso nhé. Kaku. Kiku. Ike. Koe. Kikai. Miso đọc rất tốt đúng không nào? Sau đây cô sẽ đọc lại một lần nữa. Các em hãy chú ý lắng nghe. Kaku. Kiku. Ike. Koe. Kikai. Như vậy, chúng ta đã học xong hai hàng A và hàng K với các chữ A, I, U, E, O. Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Miso thấy thế nào nhỉ? Hai hàng đầu tiên chúng ta học, em thấy thế nào? Em thấy là ngày hôm nay thì em và chắc chắn là cả các bạn nữa cũng đã học được rất là nhiều các chữ cái và có những cái sự liên tưởng rất là dễ nhớ luôn ạ. Cô tin rằng với những sự liên tưởng của Miso đã có thể chia sẻ với các bạn các phương pháp học chữ hiragana hiệu quả và chúng ta sẽ học chữ hiragana một cách rất là nhanh chóng.
Và cuối cùng, các em hãy hoàn thành các bài tập trong menu bài tập để ghi nhớ hai hàng A và hàng K này nhé. Và bây giờ thì cô và Miso sẽ hẹn gặp lại các bạn trong bài học tới. Hẹn gặp lại mọi người. Sayonara.